Linh ET xin kính chào các bạn. Hôm nay Linh ET xin giới thiệu với các bạn con Thyritor cắm MCR1006. Thì đây là con Thyritor mới và hàng hoàn toàn là hàng chính hãng nên các bạn có thể yên tâm. Thì tất cả các sản phẩm bên Linh kiện ST đều có bảo hành và được test rất kỹ trên các bo mạch, đảm bảo hoạt động tốt nên các bạn có thể yên tâm sử dụng. Để đặt hàng các bạn gọi điện thoại trực tiếp hoặc là truy cập vào website linhkienst.com để đặt hàng. Thì các bạn có thể tham khảo link website và số điện thoại ở phần mô tả. Ngoài ra thì Linh kiện ST còn cung cấp các linh kiện điện tử khác, các bạn cũng có thể truy cập vào website để tham khảo thêm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào các bạn.